Dù xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Suder. Mình là Sơn đây. Đã bao giờ các bạn ước muốn mình sẽ trở thành một chú cá vô địch thiên hạ, thống trị toàn bộ thế giới ở dưới nước chưa? Mình đã từng mong muốn như vậy rồi các bạn ạ. Từ game fish.io này sẽ giúp cho mình hiện thực hóa được ước mơ đó. Ngay lập tức vào game để đặt game đó cho mình, chiến đấu với những con cá khác để trở thành nhà vô địch. Ô, và ngay lập tức mình đã vào đối đầu với các người chơi khác rồi này. Mình, nhiệm vụ của mình sẽ phải ăn những cái cục tròn tròn này để mình có thể tăng sức mạnh lên, đúng không? À, ôi, bây giờ mình phải đâm nó. Vừa vào mà nó đã chém cho mình, chém đứt ra là 3 mảnh rồi. Trời mía. Ôi, và thế là top 7 luôn rồi. Ôi trời ơi. Ok, thôi được rồi, mình ổn mà. Rồi, mình đã vừa chỉnh nút rồi, bây giờ sẽ chiến đấu đàng hoàng với mấy cái con cá này. Rồi. Wow. Chết tiếng Việt. Ôi, chết tiếng Việt cái chết luôn rồi. Rồi lại nào. Và mình sẽ được chọn con cá nào để mình chiến đấu các bạn ạ. Mình sẽ là, đây là con cá mà tốt nhất để mà chơi. Đây là con cá mà có thể nhân 2 năng lượng khi mà ăn sushi. Xong rồi mình lại có cả lắp được cả vũ khí và vào mỏ nữa chứ. Let's go. Rồi, nào, dăm ba con cá. À, con cá này. À, trời ơi, lại chết. Ủa, trời khó nhỉ. Từ lại nào. Từ, bình tĩnh. Nào, ăn với con này đi nào. Rồi, mình đã tăng đủ mana rồi, tăng đủ năng lượng rồi. Tập con nào là mình siêng con đấy luôn. Ui, không. Nào. Mày chết, yes. First, một con đầu tiên. Được rồi, tiếp tục nào. À, con này Castellin. Chém, yes. 2 mạng. Tiếp tục nào. Con này chém rồi, một đường cực kỳ ngọt luôn, mình đã cực kỳ to rồi. Con này á, chém, yes. Cá su đờn đã trở nên cực kỳ to rồi. À ok, mình hiểu rồi, mình là cá đù các bạn ạ. À, mình là cá đù, đúng rồi, mình phải đổi tên lại, có lại cá đù, mình đổi tên lớn lên rồi thì thế. Đó này, 100 tiền ngay. Rồi, mình đã đứng top 1 trong bảng xếp hạng các loại cá rồi. Nào là, này, boss is coming. Ui, có chùm mà Blade Hunt nè. Rồi nhìn kìa các bạn kìa, cái đầu kiếm của mình kìa, một đống đầu của các con cá khác luôn. Đâu có chùm đâu, con chùm đâu để mình tiêu diệt con chùm. À kìa, mình thấy vẻ, mình thấy con chùm rồi, nó ở mũi tên đỏ kìa. Đây, trên này, ở trên này. Ui, nó có một cái đinh ba. Ui, boss phu xê. Ui, boss phu xê, ha ha. Mình đã tiêu diệt được thằng chùm rồi và mình đã trở thành vô địch. Yes, victory. Ơi, đổi tên lại cái cá đù đó, tên này hợp lý hơn các bạn ạ, hợp lý với mình hơn. Laser, kiếm laser này khỏe. Được, mình sẽ mở khóa cái này và mình sẽ quảng cáo. Rồi, mình đã mở khóa được kiếm laser rồi. Xịn. À, rồi bây giờ mình sẽ đổi sang con này đi. Đổi sang con cá này đi xem nào. Cá đù, ha ha ha. Rồi, nào. Ui, kiếm laser không ổn rồi. Phải thử lại thôi. À, con này. Mày chết, kiếm laser hơi bị xịn. Rồi, tiếp tục nào. À, con này xiên, double kill, triple kill. Chạy đâu, quadra kill. Yes, penta kill. Kiếm laser của mình đã phát sáng màu xanh rồi. Quá mạnh các bạn ạ. Yes. Và đấu với boss. No. Thế quái nào mà lại có một con ở phía trên nữa nhở. Ôi, đúng tức luôn ấy. Hay thật sự ạ. Thôi, lại nào. Mình sẽ chiến thắng thôi các bạn ạ. Mình sẽ chiến thắng Blade Rain này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ăn hôi các bạn ạ. Mình sẽ ăn hôi, ăn những cái thứ mà những con cá bị chết. Mà mình mà được cái cơ hội tiêu diệt thì mình cứ chơi thôi. À, bro tập trung ở dưới này. Ui, không ăn à? Ui, chính ra là không hề dễ dàng một chút nào để trở thành ông vua biển cả các bạn ạ. Tham lam, phù rút. Khó phết đấy chứ. Rồi, đây này, mình sẽ chiến bọn dưới đi. Ôi này,
Cluster Blade, một cháu. Ui, cháu này á? Cháu này sẽ được 3 con à? Giết được thì cũng phải dẹo thôi. Ui, của con này đang có để chơi mình. Ui, này, một cú xoay cực kỳ điệu nghệ ở miệng tiêu diệt được đối phương. Ui, con rùa này. À, con này. Con này phải chết trước. Ui, con này tiếp theo. Con rùa xuyên thẳng vào mai rùa luôn. Con này rồi, các bạn thấy không? Chém này. Đấy. Chém. Ok. Ui. Đây rồi. Yes. Nó đã hở sườn và mình sẽ tiêu diệt tất cả các con cá còn lại. Yes. Kiếm mình đã là kiếm laser màu đỏ. Giờ mình chỉ được xoay. Ui. Cay á. Đây thật sự luôn á. Giết được boss mà vẫn thua. Còn cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Ok, thôi được rồi. Mình ổn mà. Lại đâu, phải lại thôi. Chết rồi. Đổi tên thành cá đù một cái xong là đúng thật sự luôn. Đù luôn các bạn ạ. Ui. Một cháu. Ui. Game khó quá các bạn ơi. Mình không thể thắng nổi được. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi chiến thuật đi. Mình sẽ không chủ động đi tìm chúng nó nữa. Mà mình sẽ đợi chúng nó đến gặp mình các bạn ạ. Mình sẽ đợi chúng nó đến gặp mình. Đây, ví dụ như này, Hellphobia này. Mình sẽ rình. Để mình tấn công. Đấy, mình sẽ từ Cluster Blade. Con cá mập bị chơi mình à? Đây. Mày chết rồi. Trời ơi, như vậy là mấy giờ mình mắc kẹt ở cái bàn số 2 này. Mình không thể vượt qua nổi luôn. Có đổi chiến thuật cũng không thắng được. Thì phải làm sao bây giờ? Chết ai bây giờ đây? Rồi, cơ tơ. Một game đấu mình sẽ... Tôi không tin là trò chơi này nó lại khó như vậy luôn ý. Mày này. Hai cuộc kiếm đấu còn nhau các bạn ạ. Rồi, bình tĩnh nào. Đây. Mày chết. Rồi, hài lắm. Dưới này nữa. Có một con dưới này, mình sẽ đuổi theo dưới này. Chạy đâu? Chạy đâu con sâu? Một cách kiếm chí mạng. À, hai con trên này. Rồi. Một kiếm. Rồi. Boss is coming. Con chủ đã đến rồi. Đây sẽ là game quyết định. Mình sẽ chiến thắng các bạn ạ. Mình sẽ không chủ quan nữa. Mình sẽ không thất bại nữa. Mình sẽ không để chó tiêu diệt mình nữa. Một cháu. Rồi, yes. Một kiếm. Chết luôn rồi. Ôi, giờ mình là vô địch rồi. Cá đù đã là vô địch. Chưa bao giờ mình thấy mình tuyệt vọng đến như bây giờ. Chưa bao giờ mình chơi một cái trò chơi nào mà nó khó như thế này luôn ý. Chỉ có một cái bàn số 2 thôi mà chơi nãy giờ không xong luôn. Không thể tin nổi được. Đúng là trở thành con cá mạnh nhất cả toàn bộ đại dương. Nó sự là một điều gì vô cùng khó khăn. Rồi, ok. Con đâu chạy kìa? Con Cloudy nó chạy kìa. Chạy đâu con sâu? Chạy đâu? Rồi. Con boss đâu? Boss này đúng không? Ui. Mày chết rồi boss. Yes. Hai con đâm kiếm vào nhau nhưng mà kiếm mình dài hơn, kiếm mình khỏe hơn. Rồi, bây giờ ai mới là boss? Không được rồi. Các bạn biết không? Con cá vừa rồi mình chọn không thể chơi được rồi. Con đấy nó quá yếu các bạn ạ. Mẹ trở về lại con cá bình quá ban đầu. Con cá cơ bản của mình. Đấy. Mình đã lợi dụng vòng bất tử ban đầu để mình chơi cho luôn. Đó, được rồi. Speedrun nè. Tiêu diệt tất cả kẻ thù ngáng đường luôn. Nào, thằng nào dám vào đây, Ta sẽ tiêu diệt tất cả để trở thành chùm. Này thì boss sư, ta sẽ chém hết. Điên lên rồi đấy. Càn quét. Đó, tuyệt chiêu. Kiếm càn quét. Bão kiếm. Ra xua tuột.
Vâng các bạn ạ, thật sự mình phải lời gửi một lời xin lỗi cho các bạn. Mình không thể chơi cái trò chơi này thêm được nữa. Đây là một trò mình thấy rất là hay nhá. Một cái lối chơi vô cùng hay mà nó khác biệt hoàn toàn so với những tựa game mình đã từng chơi trước đây. Nhưng mà nó quá khó. Không hề, mình không hề đùa một chút nào đâu. Nó vô cùng khó luôn. Từ nãy giờ các bạn xem đấy, gần mình phải chơi cái này gần 10 phút mà mình không qua nổi bảng số 2. Thì bạn biết nó khó đến mức độ nào đấy. Tôi nhá, ok, ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi. Mình sẽ không thể trở thành ông vua biển cả được. Nhưng mà mình sẽ nhường cho các bạn. Các bạn hãy thử chơi trò chơi này đi để xem các bạn có vượt qua được bảng số 2 không nhá. Ok, video ngày hôm nay của mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudan và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.